Phương tiện đang lưu thông bất ngờ bốc cháy tiếp tục là vấn đề đáng lưu tâm. Khi mới đây, một chiếc xe taxi đang chạy trên đại lộ Phạm Văn Đồng đến đoạn qua phường 11, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh thì bốc cháy dữ dội. Thông tin ban đầu, anh Nguyễn Hữu Thái đang điều khiển xe taxi chở khách trên đại lộ Phạm Văn Đồng hướng từ thành phố Thủ Đức về sân bay Tân Sơn Nhất. Khi đến giao lộ Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng, phường 11, quận Bình Thạnh thì xe bất ngờ bốc khói, sau đó bốc cháy dữ dội. Lúc này anh Thái cùng hành khách nhanh chóng xuống xe thoát thân. Nhận được tin báo, công an khu vực và lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều động 2 xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa. Đám cháy được dập tắt sau 30 phút. Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.